Để xem nào, vị trí của Jim. Nào, chỉ chờ được những cái tiếng phát ra từ Jim nữa thôi. Một lần nữa thì lại là cái duyên nợ giữa Overpicker cùng với đó là The Expendable. Trong khoảng thời gian này, Jim cứ lút đi. Lút đi rồi đưa hết đồ cho hai anh chàng của The Expendable. Check rất kỹ, vâng, check phòng này. Rất cẩn thận luôn, rồi. Ra khỏi nhà Spy Motherfather. Tam thất có mạng của Jim. Và đây là điểm số đầu tiên dành cho The Expendable. Ra đi là quá nhanh và lại là khu vực nhà quen thuộc đây. Wildcard cùng Quest Jimbat gặp nhau, đa tên nấp A với chiếc đá của đó Adam. Bây giờ pha ép nhà, Redshot phải sủi thôi. Nhưng quyết định sẽ là gì nào? Kê sẵn ở khu vực trên mái nhà. Và chờ, ôi rồi ôi. Một pha ngã nhưng đó lại là hợp lý đến từ Redshot. Đa tên cùng Velvet lần lượt phải nằm xuống. Vâng, trong cái sủi lại có cái hên là thật sự. Hobbit có đó, Hobbit yêu máu. Redshot vẫn đang xử lý là rất khéo léo. Và bây giờ khi mà làn Molotov này tan đi, anh ta có thể đẩy được cùng những người đồng đội của mình. Đẩy chưa đây, chắc chắn là dính rồi, nhưng có người ở phòng bên cạnh. Ika Gamgao có vẻ nghe được tiếng chân thì đó là đối thủ ngay bên cạnh. Nhưng đây là tiếng check sai góc. Và rồi thì một đổi một. Vẫn còn đó vị trí của Hobbit ở trên phòng bên cạnh. Để xem nào, với quét chuyển mạc, Hobbit sẽ là phải cực kỳ tinh quái trong pha này. Vâng, và đây giờ Redshot cứ kế trước, nhưng đó lại là Hobbit. Tiếp tục là Hobbit, nhưng không còn cái gì nữa với question mark cả. Top 16 thôi, và câu hỏi của Mark được đặt ra là với một điểm này thì Danawa có vươn lên được hay không? Sẽ có đâu đấy khoảng chừng 12 điểm. 12 điểm, 12 điểm là Danawa sẽ vươn lên được. Và hiện tại vẫn là một con số có thể được tạo ra thôi. Bởi Danawa thì vẫn chưa có kill nào cả. TE lúc đầu đứng ở giữa bo rất đẹp. Và anh nói rằng họ thường không ổn ở giai đoạn sau, và có vẻ đúng là như vậy rồi. Bây giờ thì họ di chuyển ở góc, mất đi vị trí dài ca, rất nhiều smoke trả ra. Nhưng đó là trả hồi từ phía trên cao. Tài con kia vẫn knock out thành viên của Danawa, đó là chiếc lâm bự. Mong sao có một tín hiệu confirm đối phương thôi để đem về thêm điểm kill. Đế chết đã mất người và cả Take Me Away cái bên mình cũng vậy. Một khoảng thời gian mà rất nhiều đội tuyển đã nhìn thấy nhau. Và tiếp tục là tài con. Lulu Way bị knock out và confirm. Nhưng đó lại là phía của Dickery, phía Fake Clan cơ. Phá ép nhà này là của ai đây? Take Me Away và Fake Clan. Dickery phải thủ nhà cùng với những đồng đội của mình. Nết bắt đầu được dã sàng. Yuppie đang kê cánh. Và vừa rồi quả nết tốt, knock out với Dickery tới từ Crazy 1-1-2. Fake đang ở gần đó. Nhưng Take Me Away mình cần có nhiều thông tin hơn nữa trong khu vực nhà này. Phải chắc chắn sẽ mất đi một player và các người phía của Take Me Away họ đã chiếm được cho mình một căn nhà nho nhỏ. Nhưng mà căn nhà này cũng không phải là quá đẹp đâu, các bạn để thấy rằng Phết vẫn đang kiểm soát một khu vực khá là rộng ở trong bò. Nhưng bây giờ thì The Expendable công cả vào khu vực nhà của Phết. Một tạp mình có thể nói là rất đẹp đến từ The Expendable. Và The Expendable đã chiếm được căn nhà có thể nói là khá đẹp ở đầu kia. Đây sẽ là lúc mà chúng ta sẽ hưởng lợi khi mà hai team Take Me Away. Như vậy là các đại biểu Take Me Away bị clear rồi. Nhưng The Expendable có thể lao lên trong tình huống này. Đúng, Phết Clan bị đốc rất nhiều. Hoàn toàn thể làm được đến từ các đội viên của team giấy Spell, một chú tam mình có thể nói là hoàn hảo. Trong khi đó bên này Nurin được kê trước, không nổ ra bất kỳ một viên đạn nào cả. Vẫn đang là Nurin bắt được bà Tulin rồi, và đó sẽ tín hiệu confirm thêm điểm cho đây chết. Nhưng Twisted Smile di chuyển về bên này thì cũng gặp cả Quadro Freak nữa. Vẫn còn đó với ba người, chưa phải là hết cơ hội với Twisted Smile đâu. Nhưng Quadro Freak kia, EA bị knock out bởi Nurin phía đây chết. Đây chết vẫn đang hỗ trợ Twisted Smile cho quãng đường di chuyển vào vòng bo thứ tư, và khoảng 20 giây nữa vòng bo thứ năm sẽ đến và sát thương sẽ là nhiều hơn. Và như thông tin mà tôi nhìn thấy rằng là khu vực nhà, ui rồi ôi, nhà của The Expendable kìa em ơi, giữa bo luôn. Một tình huống công nhà tham minh có thể nói là tuyệt đẹp. Lợi ích đến từ việc công, đến từ các đại biểu review Take Me Away. Và chúng ta đã chiếm được một khu quá đẹp ở trong bò. Rồi, quá tuyệt vời cho cả các đại biểu Severus và cả các đại biểu review The Expendable. Bây giờ hoặc không bao giờ, cơ hội đã mở cho chúng ta là rất nhiều. Không biết nói gì hơn, nhưng với cái khu vực nhà đấy thì Gustav hay là ITZ đều mang thương hiệu của The Expendable rồi. Không còn là Fake Clan nữa. Cả hai team không nhất thiết phải công nhau để làm gì cả khi mà vòng bo đã là quá đẹp. Cứu duy nhất những ba người còn lại vẫn đang là con số không tròn chính. Bây giờ Hikari xuất hiện, Spyro knock out. Nico từ phía ra bắn vào, Spyro cũng đã phải nằm xuống. Còn lại một PvP Perfect Kit thôi. Nhưng Perfect Kit này không phải là Perfecto. Quá khó dành cho các địch viên về phía Twisted Fate. Mặc dù họ đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng vừa rồi họ bị bắn đến hai team. Họ bị các địch viên về phía quay cả bắn từ sau lưng, và họ phải đối đầu với các địch viên về phía của team. Một team ở ngay trước mặt đó là các đội viên phía Quang Đông Brick. Trong khi đó thì bây giờ thì Hải Saki vừa bị bắn chết bởi Mèo rồi. Severus đang gặp rất nhiều khó khăn. Những các đội viên 17 đang chống trả và các đội viên phía của team Overpicker. Rất nhiều giao tranh đã diễn ra. Na'Vi tiếp tục có định hướng nào? Và bây giờ thì sao đây?
Vâng, 17 Gaming mà nằm xuống thì Twisted Spy vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu mà không cần phải lo lắng gì nữa cả. Overpicker, vị trí MC đã ở phía bên ngoài rồi, nhưng nhìn thấy đối phương bên trong di chuyển vào cũng là rất khó. Hết sạch smoke và MC di chuyển như thế nào đây? Một quãng đường không hề suôn sẻ trước đó cả. Overpicker mất tên vị trí của Clip nữa. MC trong những nỗ lực cuối cùng. Nào, đối phương đã lộ ra qua ô cửa này, nhưng MC cũng chỉ thầm mong rằng đối phương ơi hãy đứng im đi. Còn Zeke, Spadable, Đức Hiếu xuất hiện, bay con cũng có nhưng điểm knock out. Còn Top nào có điểm cho Serbrot Esports. Và Su ở đây biết vị trí của MC rồi, chỉ đơn giản là kê sau tảng đá nữa mà thôi. Nhưng mà vị trí của người Serbrot cũng không được đẹp cho lắm đâu khi mà Na'Vi bắt đầu dòm ngó. Và đây là một tình bắn rất khét đến từ U3. Trong khi đó thì Sologi vừa bị knock out bởi Seoul. Hơi khó dành cho bộ đôi của Severus. Đẩy ra đến từ Na'Vi và thôi xong rồi. Rất khó thở cho team Nemnet này. Một quả nết. Và đó là top 12 cho Danoa Esports. Họ đang muốn càn quét bản đồ. Họ đang cần điểm. Họ cần kill. Và họ biết rằng là Twitter Mai thì đã dừng cuộc chơi rồi. Bây giờ là lúc mà họ đang muốn chiếm cái top 1 này. Rất đổ báo và mong rằng là Tycon sẽ sống sót qua cơn bí cực này. Thật sự là như vậy. Vâng, trong khi đó bên này thì Yahoo mất đi full net và sẽ chỉ còn một người nữa thôi. Còn bây giờ là Tycon. Tycon nằm lại với Bell, nhưng đó là tất cả những nỗ lực của Serbrot Esports. 6x kìa, căng chưa? Bây giờ để xem các đơn vị phía của Entropic có cho các đơn vị phía của giới Expandable vài điểm kill hay không. Ở một diễn biến khác thì White Card vừa mất đi một player rồi. Một pha móc máy rất khó chịu đến từ Quang Đông Brick. Đây rồi, lên xe. 17 Gaming nằm xuống, Entropic lại đang phi vào. Con mồi ở ngay trước mắt, nào xử lý Entropic đi. Đây là Quang Đông Brick. Akak Bác Ui vẫn chưa có một chút sắp tư nào khiến đối phương để knock out cả. Một góc di chuyển vào vừa đủ, họ vẫn khuất được tầm nhìn đối phương. Vâng, nhưng Sinboy kìa, Sinboy nào. Lucarus đang ở có mắt ở ngay đây, nhưng và Sinboy lại đưa điểm cho Lucarus và top 8 cho Yahoo. Nhưng Quang Đông thì không hề biết tình huống này. Quang Đông đang chạy qua, Quang Đông đang không tranh góc, Quang Đông vẫn đang di chuyển. Nhưng U3 vừa bị knock out. Một bàn tốt đến từ Kien, nhưng đổi mạng là cực nhanh đến từ Hexot. Nhưng đó là dấu chấm hết dành cho các đội viên phía của team White Card rồi. Họ vẫn sẽ cứu được U3 và người anh lớn nhất trong team đây. 7 kill rồi, top 6 dành cho United. Và góc bằng bo của chúng ta đang bắt đầu dần thu vào. Bây giờ thì Levit trả ra một quả flash rồi. Chúng ta đang có góc đứng có thể nói là rất đẹp. Ai xây và đó là bắn tốt đến từ 777. Còn vào kill luôn và chúng ta có lợi thế người những Levit bị knock out. Vẫn sẽ còn cơ hội để cứu nếu mà xử lý tốt, nhưng Đức Hiếu vẫn cần thời gian hồi lên cho mình điểm máu. Hãy thật nhanh nào, Levit bị confirm rồi, flat book vào và hồi lên mình first kit. Thời gian là có khi ITZ bị trắng ở đây, nhưng vẫn an toàn hơn, hồi lên first kit trước đã. Tiếp tục là đồ được dã vào, đẩy luôn đi Tatan, tất không, nào từ từ thôi, lại là flat. ITZ quyết định là muốn đẩy, đẹp tốt, chắc phải. Và như vậy, top 4 sẽ có sự góp mặt của Zip Spadable và xử lý là quá hay. Fade up trận trước thì fade down trận này. Như vậy Entropic cũng đã giao tranh, họ đụng độ vào các đinh viên bên phía của Quang Đông Brick. Có cả Na'Vi ở đây, Na'Vi nốc được Lusk rồi. Trong khi đó thì chúng ta đang yên ổn ở trong nhà và các đinh viên Na'Vi đang có cây kill. Cơ hội top 2 đang là rất lớn. Tiếp tục với Đức Hiếu bắn nốc được một player bên phía của Entropic. Entropic đang gặp vô vàn khó khăn, họ đang có cứu nhau nhưng mà Na'Vi thì đang muốn liếm vào những cái mạng này. Lưỡi của các đinh viên Na'Vi đang hơi dài hơn so với bình thường rồi đấy nhé. Họ vẫn có thể chờ đợi cho giai đoạn tiếp theo, thậm chí là có thể một vài những điểm cái hàng. Những X-Sam béo xuất hiện và Hikari để knock out. Góc này có lẽ vẫn sẽ còn thể giải cứu, nhưng Entropic đẩy xe vào. Họ có một cái góc vừa đủ thôi, nhưng Na'Vi bắt đầu ngó sang và để xem bắt được ai không đây. Đức Hiếu thêm mạng nữa, Zix Spadable trận này đã có đến 4 kill. Entropic vẫn đang chờ đợi, EN vẫn đang cố gắng di chuyển, vẫn có một góc outbound và bị Entropic nhìn sang rồi. Hết sạch net, hết sạch Molotov, hết sạch cả smoke nữa. EN coi như pha này là cống điểm cho đối phương thôi, nhưng quan trọng là điểm cho đội tuyển nào. Thêm phát giã vào đã là trắng, vòng bo ép sang và điểm này dành cho U3. Top 4 của Quang Đông Brick, Na'Vi chính thức vươn lên vị trí thứ 2. Góc đứng của chúng ta là đẹp, chúng ta có xe, nhưng chúng ta phải clear được các đích viên bên phía rồi. Entropic một bạc rồi, hai bạc và đó là hai điểm dành cho các đích viên bên dưới Spadable. 4-2, nhưng không, cuộc cái top 2 cũng là chấp nhận được quá đẹp rồi. 777 đã gặp khó khăn, góc đứng của Na'Vi là quá đẹp rồi. Chả đam rất khó chịu đến từ 777, có làm được hay không đây? Rất khó. Bây giờ thì các đích viên Na'Vi đẩy lên, 777 nằm xuống và chỉ còn lại một mình Đức Hiếu. Cơ hội cho Đức Hiếu gần như là không có. Làm gì bây giờ? Và đó là top 2 dành cho các đội viên phía của team The Expendables.